Xin chào tất cả các fan hâm mộ của Bvlog. Hôm nay mình đang có mặt ở trên đường Mã Lò nè. Mình đi cắt tóc xong rồi sẵn tiện là ghé ăn một cái quán bún bò. Quán này bình dân, sạch sẽ, không gian cũng mát mẻ lắm. Một tô bún bò thì trung bình chỉ khoảng tầm từ 30 cho tới 40 ngàn thôi. Mình ăn cái phần này là không có lý do và kêu thêm chả nữa. Đây là không gian của quán, rất là thoáng mát và sạch sẽ. Đây là tô bún bò của mình. Nhắc miếng chanh vô nè. Mình rất là thích ăn bún bò Huế nha các bạn. Tại vì gia đình bên nội của mình là người Huế đó, nên mình cũng khá là thích mấy cái món ăn ở cái vùng này. Thực sự là ăn bún bò Huế ở nhiều nơi lắm, thưởng thức hương vị của mỗi một quán thì nó có một cái hương vị và một cái công thức đặc trưng riêng. Tuy nhiên là mình vẫn thích những cái quán bún bò mà có hành tím, củ hành tím ngâm các bạn. Ở quán này thì không có, nhưng mà thấy nhìn cái tô này cũng hấp dẫn đó. Để mình hút thử một miếng nước nha. Nước cũng ok, đậm đà đó. Có thêm miếng hành tím ngâm nữa là hết sảy rồi. Đây là tiếp mục mớt băng bún bò Huế. Tạm biệt các bạn, cảm ơn đã xem clip của Bvlog nha. Và đây xin giới thiệu là quán bún bò thứ hai trong bộ sưu tập ăn sập các quán bún bò Sài Gòn của Bvlog. Đây là quán bún bò Huế Win nằm trên đường Trường Sơn ở khu cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10 nha các bạn.
một tô bún bò không giò, và mình một lát nữa là mình sẽ kêu thêm một chén huyết nữa, một chén huyết ăn thêm nữa. Tổng chi phí của một tô bún bò và một chén huyết với một ly trà đá là khoảng 62.000 đó các bạn. Quán này thì topping với lại nước chấm ớt đặc sắc hơn là cái quán hồi nãy ở trên đường Mã Lò. Đây là chén huyết nè, mình kêu thêm đó. Có đậu hành luôn nè, mình khoái ăn đậu hành lắm nha các bạn ơi. Tên. Đây là quán thứ ba, bún bò Huế O Tuyết, nằm trên đường Đồng Nai, cũng ở trong khu cư xá Bắc Hải luôn. Quán này thì giá cả cũng ngang ngang với lại cái quán bún bò Win hồi nãy á. Và có một điều đặc biệt là mình thấy ở đây là giống như là họ chuyên về các loại chả hay sao á. Thấy chả ở đây đặc sắc mà ngon, nhưng mà nếu mà nói về mùi vị thì mình thích cái quán Win hồi nãy hơn, đậm đà hơn, cái nước dùng đậm đà hơn. Còn ở đây thì cảm thấy thì nước dùng khá là trong. Đây, phải nêm thêm một miếng nước mắm có pha với ớt sa tế, rau trụng nè mọi người, rau cũng tươi ngon lắm. Thôi tới đây phải nói lời tạm biệt cả nhà rồi. Cảm ơn đã luôn ủng hộ PVlog. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.